Để có được sự tươi trẻ và tự tin, xin hãy đến với Jolie Skincare, là nơi chăm sóc cho làn da của quý vị được căng bóng, trắng sáng lên bằng các công nghệ và sản phẩm từ Hàn Quốc. Jolie Skincare có dịch vụ tắm trắng có 102 bằng các thảo dược và đem lại sự an toàn, hiệu quả. Phương pháp Body Grab làm tan các vùng mỡ thừa trên cơ thể, đem lại sự nhẹ nhàng, thon gọn. Jolie Skincare là nơi săn sóc sắc đẹp, an toàn, sành điệu, giá cả phải chăng. Tọa lạc tại 9972 đường Gangro Suite Y, thành phố Gangro, Cali 92844, kế bên Ramada Hotel và iTango. Điện thoại 714 591 5738, 714 591 5738.